Xin chào các bạn, thì mình đang ở khu vực lối vào của Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và chùa Một Cột. Hôm nay chúng ta cùng đi tham quan chùa Một Cột nha các bạn. Chùa Một Cột thì nó nằm ở sát ngay gần sát Lăng Bác, sau lưng Lăng Bác. Các bạn đi bộ lại để các bạn đi vào cổng kiểm tra an ninh. Đi bộ một đoạn là sẽ đến khu vực chùa Một Cột. Đây, khu vực chùa Một Cột. Đây, hướng vào chùa Một Cột. Đây cũng có những cái hàng quán này. Phục vụ du khách. Đây chúng ta đã đến chùa Một Cột nha các bạn. Đây, khu vực chùa Một Cột đây. Thank you.